là một cái ngày kỷ niệm rất là đặc biệt của chị Linh và anh Dũng. À, mình cũng là một người bạn rất là thân của chị Linh và anh Dũng. Và sau đây mình xin gửi tặng bài hát này, chúc anh chị luôn hạnh phúc và Guitar For You luôn phát triển và lúc nào đông khách hơn nữa như này. Và xin được mời. Câu bài hát mình cũng mặn phép là chưa thuộc lời, mình cũng sẽ xin hát một nhạc phẩm rất là hot của Sơn Tùng, không biết là mình hát được không ạ? Xin mọi người cùng lắng nghe bài Chắc Ngày Đó Sẽ Về cho chương trình. Chắc là bài này lần đầu tiên được chơi ở đây nên là anh Nhạc Công sẽ xin một thời gian để nghe lại giai điệu của bài hát. Trả lại yêu thương nơi ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu thương có những em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất và dần đi theo gió bay, còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đang vô giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Người trong đêm bao vạn tháng không về. Em ơi anh nhớ, em ơi anh dần nhớ. Theo gió bay, còn lại đây nơi cô đơn
Và xin mời